Đột nhiên bạn gặp một ông khách và không thể nào nhớ nổi tên ông là ai. Bạn gãi đầu gãi tay nhưng mà bó tay chấm con. Ông phải chào bạn trước. Thực ra việc này thường gặp trong cuộc sống. Nếu bạn có hàng trăm khách thì việc quên tên một khách không có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn chỉ có vài chục khách thì việc quên tên một khách này khá nguy hiểm và bạn có thể mất khách. Chào các bạn đã đến với kênh Người Bán Hàng Thành Babylon, lại là Hải đây. Không nhất thiết phải là người làm kinh doanh mà đã có vài lần trong đời chắc chắn chúng ta sẽ gặp một ai đó đột nhiên chào mình và chạy lại. Nhưng mình không tài nào nhớ được tên người ta là ai. Đặc biệt là nếu bạn làm kinh doanh á, thì việc này sẽ đưa bạn tới một tình huống khá là khó xử. Vì giả sử như người đó nhớ tên bạn đi và vẫy tay chào bạn đi, và họ còn chạy lại niềm nở nữa, thì khi đó bạn sẽ cực kỳ đơ như cái cơ. Bạn sẽ vừa phải suy nghĩ xem tên người này là ai, vừa phải cố gắng tiếp chuyện với người ta. Thì trong cuộc sống, trong một cái thị trường cạnh tranh cực kỳ khốc liệt như hiện nay, thì cái việc mà bạn quên tên một ông khách hàng nào đó là khá là không có lợi thế cho bạn so với những người bán hàng khác. Vì chỉ cần bạn nhớ được tên và sở thích của họ thôi thì mối quan hệ của hai người đã thân tình hơn rất nhiều. Mà một khi đã thân tình thì bạn bán gì cũng được. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một mẹo để ghi nhớ thông tin và tên khách hàng. Cái bí quyết này mình học được từ anh Dương Anh Vũ, là một người kỷ lục gia siêu trí tuệ Việt Nam. Ở một thời gian trước đây có duyên gặp anh ấy. Thì cái tên này gọi là ghi nhớ thông tin bằng hình ảnh. Tức là như chúng ta đều biết á, thì não người phản ứng rất tốt với hình ảnh, tuy nhiên lại phản ứng không tốt với lại con số và chữ viết. Vì đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy là những cái sách tiểu học hoặc là sách lớp mầm á, thì người ta hay ghi chép và đưa thông tin là bằng hình ảnh rất nhiều để giúp cho các bé dễ dàng nhớ và học hơn. Một tình huống chúng ta sẽ thường gặp trong kinh doanh hàng ngày là chúng ta sẽ gặp khách hàng, trao đổi nem cạc, bàn về các vấn đề hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên là sau khi chúng ta về nhà buổi tối á, thì cái thông tin về tên khách hàng hay sở thích của họ chỉ mới được lưu trong trí nhớ ngắn hạn mà chưa được đưa qua trí nhớ dài hạn. Đặc điểm trí nhớ ngắn hạn là thông tin chỉ được lưu trong khoảng 24 tiếng và sau 24 tiếng thông tin sẽ mất đi 80%, 20% còn lại cũng sẽ nhanh chóng biến mất nếu chúng ta không có động tác ôn lại. Thì một việc chúng ta cần làm khi chúng ta đi về sau một cái ngày gặp khách hàng là chúng ta nên chuyển thông tin từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn. Một khi thông tin đã nằm trong trí nhớ dài hạn thì bạn vô địch, khó mà quên lắm. Ok, bây giờ hãy bàn về phương pháp mã hóa bằng hình để ghi nhớ tên khách hàng. Ví dụ bạn có khách hàng tên là Nguyễn Thanh Tùng đi, thì việc đầu tiên bạn cần làm là phải dịch cái tên đó thành một cái hình ảnh mà có liên quan đến cái tên đó. Ví dụ chữ Thanh trong tiếng Hán Việt nghĩa là màu xanh và Tùng nghĩa là cây tùng, đúng không? Thì bạn chỉ cần nghĩ ra là Thanh Tùng nghĩa là cây tùng, và bạn gắn cây tùng này lên đầu anh đó. Nghe hơi kỳ đúng không? Gắn cây tùng lên đầu làm gì? Thực ra theo các bậc thầy siêu trí nhớ đó, thì bạn nghĩ ra hình ảnh càng lầy lội, càng kỳ quái thì nó sẽ dễ khắc sâu và bạn càng nhớ lâu hơn. Thì khi mà bạn đã gắn cái cây này lên đầu anh á, thì mỗi lần bạn gặp lại anh ấy sau này thì bạn sẽ thấy cái cây nó mọc lên đầu anh ấy, và bạn chỉ đơn giản là diễn dịch từ cái cây dịch lại thành tên là Thanh Tùng là xong. Một ví dụ thứ hai, ví dụ khách hàng bạn tên là Nguyễn Hoàng Hà đi. Hoàng tức là màu vàng đúng không? Còn Hà nghĩa là dòng sông. Thì bạn chỉ cần gắn cái dòng sông màu vàng này lên đầu anh ta, và sau này khi gặp anh ta đó thì tự nhiên hình ảnh dòng sông màu vàng sẽ chảy trên đầu anh ta, và bạn chỉ cần dịch cái dòng sông này sang tên nghĩa là Hoàng Hà là xong. Đó là một số cái tên mà có hình ảnh có thể liên kết được. Nhưng mà giả sử một cái tên mà không có hình ảnh tượng trưng thì sao? Ví dụ một cái tên ví dụ như là Nguyễn Thị Phi đi. Nguyễn Thị Phi thì thực ra chữ Phi bây giờ nghĩ ra một cái gì đó nó rất là khó. Thì bạn có thể liên tưởng vui vui, giống như là bạn nghĩ tới hành phi đi, thì bạn nghĩ là có một dĩa hành phi nằm trên đầu khách hàng của bạn. Thì khi mà cô ấy xuất hiện, bạn thấy dĩa hành phi đó, bạn dịch ra cô này tên Phi, thế là xong. Đó là cách dùng phương pháp mã hóa hình ảnh để nhớ tên khách hàng. Bây giờ đến sở thích nha. Quay lại với ví dụ anh Thanh Tùng phía trên, thì anh Thanh Tùng này ví dụ là ổng có một cái sở thích là tập gym và chạy xe phân khối lớn. Thì hồi nãy là bạn đã tưởng tượng ổng là một cái cây tùng màu xanh gắn trên đầu rồi đúng không? Thì bây giờ bạn tưởng tượng tiếp là cái tùng màu xanh này nè, mọc ra hai tay hai chân và ngồi trên một cái xe phân khối lớn đang nẹt bô, và trên lưng ổng á, trên lưng cái cây tùng màu xanh này gắn cục tạ. Thì sau này á, khi bạn gặp lại anh ấy, nhớ nha là phải liên kết nó lại. Tức là một cái cây tùng màu xanh có hai tay hai chân ngồi trên xe phân khối lớn nẹt bô và gắn cục tạ. Thì sau này gặp lại anh ấy thì nguyên cái hình ảnh cây tùng màu xanh đó đang ngồi trên xe và gắn cái gì đó, nó sẽ quay trở lại với bạn, và bạn sẽ dịch ra thành tên ổng và sở thích. Ví dụ ông dịch ra là anh này tên là Thanh Tùng, có sở thích là tập gym vì thấy cục tạ, và có sở thích là đi xe phân khối lớn. Một điểm cần lưu ý là khi chúng ta tưởng tượng ra cái dạng này nè, là vì có rất nhiều thứ để tưởng tượng: cục tạ, xe phân khối lớn và cây tùng màu xanh, thì bạn phải tìm cách liên kết những cái này lại, chứ đừng có tưởng tượng ba cái rời nhau là cục tạ nằm riêng, cây tùng màu xanh nằm riêng và xe phân khối lớn nằm riêng. Bạn sẽ không bao giờ nhớ được. Bạn phải liên kết ba cái thành một mảng thì bạn mới nhớ được. Lý do chúng ta phải liên kết thông tin thành một mảng á, là vì để tạo ra câu chuyện các bạn. Câu chuyện là cái anh Tùng này thích ngồi xe phân khối lớn và thích tập gym, chính là một dạng câu chuyện. Mà não người thì lại càng thích câu chuyện, cũng như hình ảnh vậy, không có vấn đề gì hết. Cái cách nhớ câu chuyện này mình có thể trình bày ở một cái video khác. Thì khi ở trong cái trường hợp này, chúng ta kết hợp hai phương pháp là ghi nhớ bằng hình và ghi nhớ bằng câu chuyện. Ví dụ như những câu chuyện như hồi xưa bạn nghe như là tấm cám nè, hay là những câu chuyện về cây chăm đốt á, là bạn sẽ nhớ cả đời luôn, không bao giờ bạn quên được. Đây là một phương pháp tuyệt vời để ghi nhớ sở thích, tên khách hàng bằng kết hợp giữa hình ảnh và câu chuyện. Ok, thì để nói thêm về cái phương pháp ghi nhớ bằng hình này á, thì thực sự là một phương pháp được thế giới công nhận và ứng dụng trong rất nhiều cuộc thi siêu trí tuệ. Nếu bạn có coi cuộc thi siêu trí tuệ mà đình đám đầu năm 2020 này á, thì bạn thấy là có nhiều người có khả năng họ nhớ được một dãy số rất là dài. Thì vì sao mà họ nhớ được dãy số lên tới 100 chữ số mà trong có 2-3 phút như vậy? Đơn giản là họ sẽ mã hóa từng con số thành hình trước, và khi họ nhớ cái hình đó thì họ sẽ nhớ được dãy số. Ví dụ số 1 là cái họ nghĩ đó là mũi tên đi, số 2 họ nghĩ là con vịt đi, số 3 họ nghĩ là mình không biết, bụng bầu hay cái gì đó, quả bóng hay sao đó. Thì dùng phương pháp này, có nhiều người họ nhớ được 500 chữ số liên tục, một dãy số 500 chữ số trong vòng chỉ có 2 phút. Trên đây là cái mẹo để nhớ tên và các sở thích và thói quen khách hàng. Hy vọng nó sẽ giúp cho bạn tạo được mối quan hệ tin cậy và thân tình hơn với khách và gia tăng doanh số. Nếu bạn thích cái video này á, thì hãy comment và subscribe kênh của mình để nhận được video mới sớm nhất. Chào cả nhà.